Xin chào mọi người nha. Đây cái mít mít dai ta này. Mít dai ta ghép lên rồi đấy. Đấy, cây ghép mình ghép từ cái cây của nhà, mít dai rất là ngon. Đây. Số lượng không có mấy. Có một số ít đây, cái đám này. Đây cái đám này.